Ngày 15 tháng 2, ông Trịnh Văn Trinh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, xác nhận nữ sinh VHI lớp 6 đã không đi học kể từ ngày 3 tháng 2 đến nay. Ông Trinh cho biết nữ sinh Y đã đánh bạn cùng lớp là LTPP tại lớp học và một số người bên ngoài vào quay clip tung lên mạng xã hội. Theo thông tin từ nhà trường, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Y nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường như không mặc đồng phục, đi học trễ. Giáo viên chủ nhiệm cho Y viết bản tự kiểm, đồng thời thông báo cho phụ huynh biết. Nhà trường tiếp tục khuyên răn, giáo dục em nhưng Y vẫn vi phạm nội quy nhà trường. Ngoài đánh bạn, Y còn xúc phạm giáo viên của nhà trường trong giờ học thể dục. Giáo viên chủ nhiệm tới nhà vận động, nhưng gia đình trả lời cho em này nghỉ học luôn. Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nữ sinh Y dùng tay đánh liên tục vào đầu, mặt bạn P kèm theo những lời lẽ thô tục, chửi thề. Y đã nhiều lần đánh P với lý do không thích thì đánh. Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vụ học sinh kéo người bên ngoài vào lớp đánh bạn, quay clip đưa lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Sở đã yêu cầu tất cả các trường học trong tỉnh quan tâm, chấn chỉnh tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tăng cường kỹ năng sống cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, nhà trường phối hợp với gia đình, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, quy định của ngành và đặc biệt là không vi phạm pháp luật.